Ngày 8 tháng 5, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ với Lương Mạnh Hùng, sinh năm 1980, ngụ thành phố Hải Phòng, trú quận 4 thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 22 tháng 4, chị T, sinh năm 1989, ngụ quận 5, tới Công an quận 3 trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản, gồm 2 laptop, 1 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone X và 3.000 đô la Mỹ tại nơi làm việc ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Ngày 2 tháng 5, chị T, sinh năm 1987, ngụ quận 7, cũng tới Công an trình báo về việc bị mất trộm 25 triệu đồng, 1 laptop tại nhà hàng của mình ở đường Bà huyện Thanh Quang, phường Võ Thị Sáu. Từ hình ảnh thu thập, Công an xác định cả hai vụ việc đều do một người gây ra. Bằng nhiều nghiệp vụ, ngày 8 tháng 5, Công an xác định kẻ trộm là Lương Mạnh Hùng, đang ở chung cư tại quận 4 nên tiến hành bắt giữ. Khám xét nơi ở, Công an thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, dụng cụ để mở ổ khóa. Tại Công an, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội. Qua xác minh, Hùng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù vào năm 2013. Ngoài hai vụ trộm trên, Hùng khai còn thực hiện thêm hai vụ khác cũng ở địa bàn quận 3.